bạn đang xem trên tay tôi đó là ca lăng của dòng xe Mitsubishi Pajero Sport. Dòng xe đang bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Thì trên tay tôi đó là ca lăng hàng xịt chính hãng được trực tiếp từ tỉnh An Việt, nhưng không nhập khẩu từ Thái Lan về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Đây là ca lăng, đây là cái viền mạ. Các bạn trên xe nó là viền mạ, thì rất là bóng và sáng. Đây là viền mạ và xung quanh là nhựa. Đây là ca lăng. Về nơi hàng này là xịt chính hãng. Thì các bạn cách để các bạn phân biệt được đâu là xịt chính hãng và Goel thì mình sẽ này, xịt chính hãng thì các bạn thấy là nhìn sản phẩm nó rất là sắc nét và sáng đẹp, nó chắc chắn như nhựa này, cái chất nhựa rất là chắc chắn nha, nó có chính ở trên sản phẩm luôn. Đây là ca lăng hàng xịt chính hãng, thì đấy là các bạn phân biệt được đây là hàng xịt chính hãng qua hàng và đây nó chắc chắn và nó cứng cáp. Còn ví dụ như hàng OEM thì cầm rất là mỏng mảnh, chúng ta rất là dễ vỡ khi mà chúng ta đâm ra. Các cái đường nét logo các bạn chủ yếu ở cái logo hàng xịt chính hãng thì cái logo rất là sắc nét và rõ ràng như này, còn hàng OEM thì nó không như thế này. Đấy thì các bạn mà có nhu cầu mua phụ tùng dòng xe Pajero Sport thì mua dòng có thể dùng Lan Việt, chúng tôi chuyên cung cấp phụ tùng dòng xe Pajero chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá thành được cực kỳ cạnh tranh.